Khởi động một hành trình trải nghiệm một đẳng cấp hiện đại và tinh tế với hệ thống đèn HID, động cơ Air cùng Theta thế hệ mới mạnh mẽ và uy lực, lấy ra sang trọng, thiết bị cao cấp và tiện nghi. Old New Sorento, đẳng cấp vượt trội. Kính chào quý vị khán giả xem truyền hình, những người đang theo dõi chương trình Người Đương Thời. Nếu bạn là người làm công cho nhà nước thì bạn nghĩ gì về căn bệnh của công chức ngày hôm nay? Và làm thế nào để có một môi trường hấp dẫn hơn cho khu vực nhà nước? Đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời trong cuộc trò chuyện với chương trình Người Đương Thời. Và nhân vật ngày hôm nay là ông Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Xin mời ông Tạ Bá Hưng ạ. Chào. Chúng ta sẽ làm quen với ông Tạ Bá Hưng. Ông sẵn sàng chưa ạ? Ông thuộc mệnh gì ạ? Tôi tuổi Nhâm Thìn, tức là cái mệnh là trường lưu thủy, nghĩa là dòng nước lớn chảy mạnh, chảy xa. Và điều này thì ảnh hưởng gì đến cá tính của ông? Làm cái gì thì cũng muốn là đến đầu đến đũa. Và việc gì cũng muốn làm lớn đúng không ạ? Vâng. Định nghĩa của ông về những người làm công cho nhà nước. Người làm công, anh là ai? Người làm công là những người được nhà nước trả lương để làm một cái nhiệm vụ theo bổn phận. Nhà triết học mà ông yêu thích nhất? Hegel. Đối với Hegel thì có một cái điều hết sức quan trọng, đó là những cái gì hợp lý thì nó có lý do để tồn tại. Những cái gì tồn tại thì nó có hạt nhân hợp lý của nó. Nếu mỗi ngày có thêm một giờ thì ông sẽ dùng để làm gì? Một, đọc sách. Hai, xây dựng mối quan hệ. Ba, đi xuống các địa phương. Đi xuống các địa phương. Nếu được chọn lựa giữa một công chức nhà nước và một chủ tịch ngân hàng thì ông sẽ chọn gì? Tôi chọn công chức nhà nước, bởi vì vậy. Gần 40 năm nay thì tôi đã là công chức của nhà nước. Và ngay từ bé thì cha tôi đã hướng cho chúng tôi là cố gắng làm thế nào đó để có 13 cân gạo, tức là làm việc cho nhà nước. Tính cách của ông thì có gì khác với tính cách của một chủ tịch ngân hàng? Chủ tịch ngân hàng là phải người phải quyết đoán, nhạy bén và dám mạo hiểm. Còn đối với công chức nhà nước như tôi thì quan trọng nhất là cần phải giải quyết công việc trên cơ sở những cái căn cứ pháp lý cũng như cái điều kiện khả thi. Liệu cái sự mẫu mực của một công chức có trái ngược với tính sáng tạo không ạ? Tính sáng tạo thì đâu cũng có. Công chức không phải là người như ta vẫn nói sớm cấp ô đi tối cấp ô về. Công chức là những người sinh ra để sáng tạo, để tạo ra cái dịch vụ công tốt nhất cho xã hội. Ông có đam mê gì trong những đam mê sau đây? Một, đánh cờ. Hai, uống bia. Ba, trồng cây cảnh. Bốn là câu cá. Cả bốn cái đấy thì tôi không có sở trường. Ôi. Và đấy ạ. Căn bệnh mà ông cho rằng trầm kha nhất của công chức hiện nay là gì? Đó là cái tính bình quân chủ nghĩa, ưa cái sự ổn định, chưa hào hứng lắm với những cái năng động, sáng tạo và mang tính chất là đột phá. Câu châm ngôn sống mà ông yêu thích nhất? Hãy làm anh hùng để cho nhà thơ ca ngợi, không nên làm nhà thơ để đi ca ngợi anh hùng. Ồ. Và công chức thì vẫn có thể làm anh hùng. Vâng. Mà có nhiều người vừa làm nhà thơ vừa làm anh hùng. Xin ông hãy cho chúng tôi biết là cá nhân ông thì là 13 cân gạo đó ý nghĩa của nó như thế nào? Khi còn bé thì tôi nghĩ rằng 13 cân gạo nó liên quan đến hình tượng những người mà đã được đào tạo có bài bản. Những người có khả năng là đảm nhiệm cái việc mà xã hội giao phó cho mình. Thế còn bây giờ thì ông nghĩ lại chuyện đấy, ông thấy thế nào? Tôi nghĩ là cũng không sai. Rõ ràng như thế là cái đời công chức ấy thì luôn luôn được đảm bảo mức độ trung lưu của xã hội. Chắc là chỉ dành cho một số người nhất định thôi chứ không phải là toàn bộ giới công chức viên chức. Ví dụ không đi được nước ngoài thì đi tỉnh nọ tỉnh kia thăm một số những cái danh lam thắng cảnh mà mở mang. Nghề của ông là nghề gì nhỉ? Nghề của tôi là khoa học thông tin, làm tất cả những gì liên quan đến thu thập, xử lý, bảo quản, phổ biến và đưa tri thức đến với mọi người. Mặc dù khi học phổ thông thì mình học khá về môn nọ môn kia, ước mơ sẽ thành kỹ sư, bác sĩ, ví dụ như thế chẳng hạn. Nhưng mà sang bên kia người ta lại xếp cho vào một cái nghề mà chưa bao giờ hình dung được. Học về thông tin thư viện. Với một cái nghề như vậy thì tôi xin hỏi ông là nên để cho công chức làm thì tốt hơn hay là nên để cho tư nhân làm thì tốt hơn? Hiện nay thì có hai xu hướng. Vâng. Cái xu hướng mà để đảm bảo có tính hệ thống và tính bền vững liên tục ấy, thì bao giờ các nước cũng xây dựng một cái hệ thống thư viện công cộng, mà đây là trách nhiệm của nhà nước.
Bởi vì đầu tư vào thư viện không phải là đầu tư có lãi, cho nên là không tư nhân nào người ta hào hứng trong việc đầu tư vào thư viện cả. Trong khi đó có một số cái phát hiện mới, một số cái triển khai mới, đó là những trung tâm thông tin mà nó phục vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho kinh doanh, thì như thế nó có nhiều giá trị gia tăng vượt trội và người mua sẵn sàng trả tiền, thì đấy cũng là một lĩnh vực mà có chất là đầu tư có lãi, và ngày càng nhiều doanh nhân đã đầu tư vào cái lĩnh vực xử lý và phổ biến tri thức. Điều này có hơi bất công ạ, khi mà chúng ta thấy là những người ở khu vực tư nhân thì bao giờ cũng tìm đến những cái phần mà có nhiều lợi nhuận nhất, cái còn những cái phần mà xương nhất và khó khăn nhất thì cái khu vực công của chúng ta sẽ có thể thực hiện. Cái điều này cũng không có gì là bất công cả, bởi vì xã hội là một tổng hòa, là một sự hài hòa. Nhà nước sinh ra để mà thúc đẩy những dịch vụ, trong đó có dịch vụ công và các dịch vụ trong xã hội. Còn những lĩnh vực nào nếu tư nhân ta làm tốt hơn, đem lại lợi nhuận tốt hơn cho họ, đóng thuế nhiều hơn cho xã hội, cho nhà nước, thì như thế cũng tạo điều kiện cho họ làm, như thế là có sự hài hòa. Vâng, và thế thì bạn sẽ chọn khu vực nào? Bạn sẽ chọn khu vực mà có nhiều lợi nhuận hay là bạn sẽ chọn khu vực phục vụ và làm cho lâu dài? Thì làm thế nào để bạn yên tâm và cảm thấy là bình tĩnh để có thể cống hiến cho khu vực này một cách tốt nhất? Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời cho những câu hỏi này trong chương trình Người đương thời của chúng tôi. Tôi đang có trong tay giấy và bút, và nếu như được ví cuộc đời như một dòng sông thì đề nghị ông hãy vẽ những cái khúc có thể nói là nổi bật nhất trong dòng sông này, những cái khúc quanh co, khúc khuỷu và những cái khúc phẳng lặng. Xin mời ông. Ông có thể mô tả về những cái khúc nổi bật trong dòng sông cuộc đời của mình không? Thứ nhất ý, giai đoạn đầu, cái giai đoạn này là giai đoạn đối với bất cứ một trẻ nhỏ nào như chúng tôi ở nông thôn thì rất là vất vả. Sáng đi học, trưa ăn vội về bắt cơm nguội, lên rừng đi chăn trâu hoặc lấy kiếm củi. Tối về bật đèn dầu lên và học khoảng độ 2 tiếng 3 tiếng, ngủ một chút sáng dậy đi học sớm. Ông nói tiếp về khúc thứ hai. Khúc thứ hai là khi mà rời ghế nhà trường cấp 3, thi đỗ đại học nước ngoài và từ giã quê hương đi Liên Xô. Có một bước ngoặt nữa là khi thi đỗ đi học ở Pháp, được vào học với trường hành chính công quốc tế Paris. Và điều hay nhất ông đã học được trong thời gian học ở trường hành chính công Paris là gì? Cái mà hay nhất tôi nhận được đấy là ở bất cứ cương vị gì, nếu là người nhà nước thì luôn luôn phải suy nghĩ từ quan điểm làm thế nào để bảo vệ và phát triển cái lợi ích quốc gia trong từng hành động và trong từng nếp nghĩ của mình. Dạ, em chào sếp ạ. Tiến đi ạ. Dạ vâng ạ. Ngồi. Dạ vâng ạ. Sao? Có việc gì không nói ở cơ quan được mà phải đến tận nhà thế này? Dạ thưa sếp, cái việc này tế nhị lắm. Nói ở cơ quan không tiện, nói ở nhà sếp thì mới tiện. Sao? Có chuyện gì nói đi nào. Dạ thưa sếp, em có việc này em muốn trình sếp ạ. À. Dạ, có một công ty ở nước ngoài, người ta muốn chào hàng mình loại máy này. Loại này cơ quan mình đang thiếu. Anh xem cho em ạ. Nhưng mà cái loại máy này đã phải là loại tốt chưa? Thế loại máy này đã phải là loại tốt nhất chưa? Dạ thưa sếp, bây giờ công nghệ vẫn thay đổi từng ngày. Hôm nay công nghệ lại tốt, ngày mai có cái khác lại tốt hơn. Loại này không mới nhưng vẫn dùng tốt sếp ạ. Dạ em hiểu ý lo lắng của sếp. Cái này vẫn dùng tốt chứ có hỏng gì đâu. Với lại 20% sếp ạ. Thôi là sếp, các công ty khác cũng thế. Nhà nước mà, sếp cũng sắp hạ cánh rồi. Có hỏng đến lúc đấy nó mới hỏng. Mà mình phải biết cho mình chứ. Máy móc cũng phải trừ khấu hao chứ sếp. Thì cậu nói thế tôi biết thế. Còn anh em, họ có ý kiến gì không? Sếp cảm nghĩ quá. Đợi cua máy, đợi cái đào. Mình phải biết cho mình sếp à. Nhưng đôi khi thì có một số người thực hiện cái gọi là công vụ ấy. Có người sẽ cho rằng là nó có cả những cái quyền lực cá nhân của họ. Tất nhiên cái này nó là sự liên quan chặt chẽ với nhau. Không thể tách con người xã hội với con người
cá nhân mới được, bởi vì nó là dần là trong là một. Chỉ có điều là cái cân bằng giữa cái lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia như thế nào. Với bổn phận của mình được nhà nước trả tiền thì cái lợi ích nhà nước phải đặt lên trên, và đấy cũng là mục tiêu của mình. Và tôi lại còn nhớ một cái câu khác định nghĩa về người làm trong gọi là khu vực nhà nước, là mỗi một cán bộ công chức nhà nước như một cái đinh ốc, một cái ốc vít trong một cái guồng máy. Thì ông đồng ý như thế nào với cái quan điểm này? Công chức không phải là một cái đinh vít mà là một cái yếu tố không thể thiếu được trong một cái guồng máy quản lý xã hội. Cũng thế thôi ạ. Đinh vít và yếu tố thể thiếu được là giống nhau. Nói đinh vít có nghĩa là nói đến yếu tố rất là tĩnh. Bởi vì trong guồng máy thì có những cái động cơ, có cái suppap, tất cả các khác chẳng hạn. Như thế thì có cái bộ phận quan trọng hơn loại khác. Nhưng mà nếu gọi nó là một bộ phận không thể thiếu được trong một cái cơ chế đấy, thì có thể là từ một người làm công, quét dọn, thường trực trong một cái cơ quan nhà nước, nếu mà làm một tốt bộ phận này, người bảo vệ, làm tốt được cái đấy thì cũng là đóng góp cho cái bộ mặt cũng như là cho cái bộ máy của cái cơ quan nó tốt hơn. Vấn đề đây là tính chủ động và ý thức về cái trách nhiệm của mình đóng góp chung cho cả một cái nền hành chính quốc gia, đúng không ạ? Và nếu như thiếu cái ý thức này thì sao, sẽ dẫn đến cái điều gì? Tức là nếu mà thiếu cái ý thức đóng góp và ý thức cống hiến thì như thế bản thân cái người công chức thì rất là thấy là tẻ nhạt, buồn chán và cảm thấy là năm tháng trôi đi, và như thế người ta nói là sống gửi vào nhà nước chứ không phải sống vì nhà nước mà sống cho nhà nước. Chúng ta sẽ còn trở lại câu chuyện về công chức và bệnh công chức ở sau, nhưng ông hãy nói về giai đoạn cuối cùng thẳng lặng và đẹp đẽ. Tức là khi mà những học hành đến nơi đến chốn, được nhà nước tạo điều kiện, nỗ lực của bản thân được trang bị những kiến thức cần thiết và cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm thực tế, thì như thế thì tổ chức công việc nó cũng tốt hơn, có hiệu quả hơn, và cái khả năng không những là mình đóng góp mà có thể là huy động lực lượng của anh em khác xây dựng cơ quan đơn vị mà để cùng nhau thúc đẩy một cái cỗ máy nó chạy theo cái tốc độ được thiết kế và phát huy được tác dụng. Và như thế thì cái đoạn này là cái đoạn mà tôi cho là cái đoạn mà sông chảy về biển. Xin cảm ơn ông. Chúng ta sẽ có một trải nghiệm để khám phá tính cách của ông Tạ Bá Hưng ạ. Và ông có hay phải đi công tác không ạ? Rất là thường xuyên. Và mỗi lần đi công tác thì ai là người xếp vali cho ông ạ? Thông thường ấy, ở nhà tôi thì cả hai vợ chồng đều hay đi công tác. Nên là phần lớn là ai xếp vali người ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái cuộc thi là xếp vali nhanh. Và ai sẽ xung phong chơi với cục trưởng ạ? Xin mời bạn. Xin mời hai người đứng lên ạ. Chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi xếp vali nhanh. Ông Tạ Bá Hưng và một người đồng nghiệp của mình sẽ phải xếp vali cho mình trong thời gian nhanh nhất để đi công tác. Và tất cả các đồ đạc đã được để trong hai túi. Để cho công bằng thì chúng tôi cho các số đồ đạc ở trong này là tương đương nhau và cùng chủng loại. Ông Hưng chọn túi nào ạ? Màu rêu. Vâng. Luật chơi là hãy xếp vali trong thời gian nhanh nhất có thể. Thời gian chuẩn bị bắt đầu. Và ông Hưng đã thua ạ. Xin hỏi ông Hưng là ông có nhận xét gì về đội bạn trong quá trình sắp xếp ạ? Cái cuộc công tác có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị. Không phải là cứ nhanh ở khâu này có nghĩa là cũng sẽ tốt ở khâu sau. Cho nên là dù có chậm một chút nhưng mà chậm chắc. Khi mà đi công tác không thể vác cả nhà đi được. Nên phải chọn cái gì tinh túy và sắp đặt như nào đó cho nó thuận lợi. Nếu được xếp theo ý ông muốn, ông sẽ xếp thế nào? Trước hết ấy, là phải gấp quần áo cẩn thận. Có khả năng là không có bàn là thì ta cuộn nó lại sang một cái nước mà nó không cần kiểm tra lắm về mặt thực phẩm thì ta hoàn toàn có thể về bên dưới được. Mọi người thấy như thế nào về những cái đồ vật trong chiếc vali này ạ? Đối diện với nó là chiếc vali này ạ. Tôi xin hỏi ông Hưng là cảm giác của ông như thế nào khi ông vừa được sắp xếp bằng theo một cái cách như thế này? Rất là thoải mái và yên tâm rất nhiều. Mình phải vừa xếp vừa suy nghĩ. Thậm chí là xếp xong
trước khi đi phải ngồi một lúc xem còn thiếu gì không. Trong cuộc sống thì ông có bao giờ bị hối thúc, mọi người đang chạy đua để làm theo cách của họ và làm rất nhanh cho nên ông cũng đành phải không làm theo quy trình? Những cái trường hợp mà bị hối thúc ấy thì bao giờ cũng phải đặt ra là cái tính khả thi đến đâu. Dạ. Nếu mà cái hối thúc mà nó không đem đến hiệu quả thì hoặc là từ chối không làm cái chuyện đấy. Dạ. Và đề xuất cái phương án khác. Dạ. Còn nếu mà hối thúc về thời gian thì chọn cái gì thật cần thiết để làm trước và làm đến đầu đến đũa, còn cái khác thì phải có thời gian mới làm được. Vâng. Và vừa rồi thì ông cũng đã chạy đua với cả bạn Phạm Văn Hùng. Tôi thấy rằng là ông cũng vẫn cố gắng giữ một cái nguyên tắc sắp xếp nào đó, thì ông có thể nói cho chúng tôi biết là nguyên tắc gì không? Đấy là cái tính hợp lý, những cái gì liên quan đến công việc quan trọng. Vâng. Đấy thì cái đấy là mình phải xem là thực sự như thế là đã hợp lý chưa. Vâng. Và mình cố gắng mình làm thế nào đó để mà cái hiệu quả cuối cùng nó đem lại. Vâng. Là theo điều mong muốn. Như vậy là trong tất cả mọi công việc ông làm thì điều gì là quan trọng nhất đối với ông? Nhanh hay là quy trình? Đối với tôi thì nó phải là tối ưu, nghĩa là cũng phải đủ nhanh để đạt được mục tiêu. Nhưng mà phải đủ cẩn thận và đủ lớp lan để kết quả cuối cùng nó là kết quả mình mong đợi. Trong trường hợp vẫn phải chọn lấy một ưu tiên thì ông sẽ chọn nhanh hay là chọn quy trình? Đấy thì tôi nghĩ này, tôi sẽ chọn quy trình. Xin cảm ơn ông và chúng ta đã khám phá được tính cách của ông Tạ Bá Hưng. Đó chính là tuân thủ mọi quy trình. Là một người mà đề cao vai trò của quy trình như ông nói, thì ông thấy cái điều đó cần thiết như thế nào với một công chức? Công chức là một cái bộ phận cấu thành của một cái cuồng máy. Và nếu mà không biết là trước mình là ai làm cái gì, sau mình ai làm cái gì, thì như thế nó sẽ tạo ra một cái sự lộn xộn. Chúng ta phải biết là ai làm gì, ai làm trước, ai làm sau, và chúng ta phải làm theo sự phân công. Đúng không ạ? Điều này rất là quan trọng với công chức. Vậy thì nếu nhìn thấy một cái công việc gì đó mà ông nghĩ rằng rất là hay và cục của ông hoặc là trung tâm của ông có thể làm, nhưng mà người ta không phân công cục của ông làm, thì ông sẽ làm thế nào? Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là không giao thì càng khỏi phải làm. Cái khả năng thứ hai là đặt vấn đề tiếp cận và thuyết phục để các cơ quan cấp trên để giao cho đơn vị mình. Và tôi chọn phương án hai. Ví dụ tích mát chẳng hạn, có nhiều cái bộ phận khác nhau trong cơ quan bộ có thể làm được. Nhưng mà sau khi chúng tôi trình bày để cho cơ quan cấp trên thấy được là nếu giao cho chúng tôi thì chúng tôi không những là sẵn sàng làm mà biết làm và trình bày luôn là làm thế nào. Nếu mà tôi là sếp, giả sử tôi sẽ hồi âm như sau. Vâng, đúng rồi, biết là các cậu ở bên cục làm tốt, làm được. Cái đấy thì cũng chả phải nghi ngờ gì. Nhưng mà thực ra theo đúng chức năng thì là cục khác. Thôi để cục khác làm, các cậu phối hợp. Nhưng mà nếu mà mình biết chắc mình làm nó tốt hơn thì mình phải có cách. Ví dụ như là mình phải nói là mình đã có cái quan hệ với các viện nghiên cứu của trường đại học, đã phối hợp với các tổ chức quốc tế và người ta đánh giá rất cao. Trong trường hợp ấy thì bất cứ một lãnh đạo nào nếu mà vì công việc chắc chắn là sẽ không khước từ cái sự đề nghị. Thế nhưng mà thực ra thì là cái gì cũng có cái mất và cái được. Và các anh ở cục thì là nhận những cái vất vả vào người nhưng chắc là cũng được cái gì đấy. Thế nhỡ mà cái được cái gì đấy mà các cái cục khác người ta cũng sẽ có ý kiến chẳng hạn, thì làm cho lãnh đạo rất là khó xử. Vì vậy cho nên là lãnh đạo sẽ quyết định là cứ phân cho cục nào đúng chức năng, cho gọi là hệ thống cho nó được quy củ, quy chuẩn, đúng quy trình. Thì ông sẽ trả lời thế nào? Thông thường ấy cứ hay suy tỉ nhau khi mà cái giai đoạn cuối cùng. Người ta nói là mời nhau ăn cỗ, đánh nhau chia phần. Và nó quan trọng nhất là làm ra cái cỗ đấy. Không phải mình dành cái việc để làm một mình, mà cố gắng tổ chức công việc nào đó cũng tạo điều kiện tối đa cho những đơn vị tập cơ sở trường cùng tham gia. Bởi đây là việc chung, mà không phải là chỉ một lần mà còn nhiều lần khác nữa. Và trên thực tế thì chúng ta hãy cùng nhìn một số hình ảnh của hội chợ Techmart, cái tên mà đã trở thành một cái thương hiệu rất là quen thuộc với mọi người. Chợ Công nghệ và Thiết bị Techmart Việt Nam ASEAN Cộng 3 là hoạt động thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ khởi xướng từ năm 2003 nhằm đẩy mạnh việc tạo lập và phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tăng cường trao đổi hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa các nước trong khối ASEAN và ba nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đối tượng tham gia Techmart chủ yếu là các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển, các trường đại học, học viện và cao đẳng.
Kế thừa thành công của những năm trước, Techmark Việt Nam ASEAN Cộng 3 2009 tiếp tục chứng tỏ được chức năng cầu nối uy tín và hiệu quả giữa người bán và người mua trong lĩnh vực công nghệ và thiết bị, với trên 2.000 hợp đồng kinh tế và bản ghi nhớ đã được ký kết, tổng giá trị ước tính là 1.718 tỷ đồng và thu hút hơn 200.000 lượt người đến tham quan. Ông có thể kể lại là trong khi làm hội chợ này thì ông đã cùng với các cộng sự của mình cố gắng thể hiện một cách tốt nhất những nỗ lực của bản thân để cho lãnh đạo người ta thấy là người ta đã phân đúng người đúng việc như thế nào? Ví dụ như là cái chợ công nghệ thiết bị Việt Nam ASEAN Cộng 3 tổ chức năm 2009 vừa rồi. Vì đây là cái chợ công nghệ thiết bị lần đầu tiên mình tổ chức ở quy mô quốc gia nhưng mà mở rộng ra 10 nước ASEAN và 3 nước đối tác nữa. Nên là cái khâu đối ngoại thu hút cái sự tham gia của các nước là hết sức quan trọng. Lẽ ra đấy là nhiệm vụ của cái vụ hợp tác quốc tế. Nhưng mà để mà thuyết phục các nước người ta đem hàng đến tham gia mình thì họ lại chưa có kinh nghiệm lắm, thì chúng tôi phải phối hợp với nhau. Và như thế vụ hợp tác quốc tế cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chúng tôi này cũng mời được rất nhiều cái đơn vị nước ngoài đến chợ. Thế ngoài cái dự án hội chợ Techmart thì cục của ông còn có một cái dự án hay cái một cái công việc nào mà tự xung phong nhận phần làm cỗ chứ không phải không nhận cái phần ăn cỗ không ạ? Ví dụ như là cái trường hợp mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam Vinaren, lúc đầu thực sự không phải là bộ giao cho Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia mà giao cho các đơn vị khác. Và chúng tôi là cái người được thông báo và có tham gia trao đổi làm thế nào để cho cái mạng này sớm được triển khai và sớm phát huy tác dụng ở Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng là trong môi trường của nhà nước thì đôi khi chúng ta rất thiếu các nguồn lực, chúng ta bị bó buộc rất nhiều, như là chúng ta phải hỏi ý kiến đủ các cấp. Vì đây là tiền ngân sách nhà nước, chúng ta không dễ dàng để có những cái nguồn lực để thực hiện các ý tưởng khác với cả ở các cái khu vực kinh tế khác. Thế thì với những cái dự án mà lớn như dự án Vinaren ấy, thì ông cùng với các cộng sự đã làm thế nào để có thể thực hiện được những cái phần việc của mình? Cái trường hợp của mạng Vinaren chẳng hạn, lúc đầu khi chúng tôi được giao thì hầu như chưa có gì ở Việt Nam cả. Nhưng mà khi giao thì phải giao nhiệm vụ rất nặng nề, là trong thời gian 15 đến 20 ngày để phối hợp để tổ chức một cái hội nghị quốc tế khai trương cái mạng Vinaren. Và trong khi đó chúng ta mạng chưa có và các thiết bị cũng coi là không. Nhưng mà được giao nhiệm vụ thì chúng tôi không thụ động và không đòi hỏi là phải có cái nọ, phải có cái kia tôi làm. Ví dụ mạng chưa có mà mạng cái tốc độ cao thì chúng tôi chủ động làm việc với Viettel. Còn chúng tôi thuyết phục cơ quan đại diện của công ty Sony mà chuyên bán các thiết bị truyền hình. Họ thấy rằng họ có lợi ích về lâu về dài, chúng tôi chả phải thuê gì cả và họ đem các thiết bị đến, đem chuyên gia đến họ. Ông làm tôi nghĩ đến câu chuyện nấu cháo dìu ạ. Tức là có một người được giao nhiệm vụ là nấu cháo nhưng mà anh ta chả có cái gì cả, anh ta có đúng một cái dìu thôi. Và cuối cùng thì anh ta cũng mượn được người nọ ít bột, người mượn người kia ít muối và cuối cùng anh ta nấu được một nồi cháo dìu rất là ngon lành. Ông thấy công chức của chúng ta cái năng lực huy động các cái nguồn lực quan trọng đến mức như thế nào? Bởi vì để mà làm một việc bất kỳ nào ấy thì không phải lúc nào cũng đầy đủ, nếu không thiếu cái nọ cũng thiếu cái kia. Nếu mình cứ trông chờ vào cái điều kiện mà cấp trên cung cấp ấy, rồi nó cũng đến lúc nhưng mà nó sẽ rất là lâu và rất chán đúng không ạ? Và rất là chán. Thế thì ông có bao giờ có những cái dự án hay là những cái công việc ông thấy rõ ràng rất là hay nhưng mà cuối cùng thì cũng chẳng làm được, không được ủng hộ và ông cảm thấy rất là chán không? Có nhưng mà rất ít xảy ra. Nếu mà có trong trường hợp ấy thì mình phải tự vấn lại mình, cái vấn đề mình đặt ra nó đúng tầm chưa, mặc dù mình thấy là quan trọng nhưng mà xã hội nó đã thúc bách chưa. Cái việc mà chưa thuyết phục được mà không triển khai được dự án ấy cũng là một cái bài học rất quan trọng. Để nay mai khi mình đặt những vấn đề, một cái dự án nào đấy chẳng hạn thì mình phải tính rất nhiều cái mối quan hệ khác nhau. Để làm sao mà đưa ra cái người mà phê duyệt người ta khó có thể là từ chối được. Vâng, có nghĩa là chúng ta không nên vội trách sếp là không hiểu vấn đề và đặt câu hỏi về trình độ của sếp, và chúng ta phải tự đặt lại câu hỏi về năng lực thuyết phục của chúng ta. Mình đã làm cho rõ chưa? Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam Vinaren của Bộ Khoa học và Công nghệ là kết quả triển khai dự án mạng thông tin Á Âu, không chỉ cho phép liên kết các trung tâm nghiên cứu và đào tạo quan trọng trên toàn quốc với nhau mà còn kết nối với cộng đồng 30 triệu nhà khoa học ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Hàng chục vạn tài liệu số hóa đã được đưa lên Vinaren để truy cập và khai thác, trong đó có trên 20.000 tạp chí điện tử trực tuyến và hầu hết các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo. Về một cái dự án mà cục của chúng ta đã thực hiện là thư viện điện tử cho bà con nông dân, tôi xin được hỏi là làm sao chúng ta có thể cạnh tranh được với mạng Google hoặc là Wikipedia trong khi hai cái mạng này thì vô cùng phổ biến và nhanh? Cái này thì nó giống như là mặt trăng với mặt trời không thể thiếu được. Nhưng mà nếu mà không có mặt trăng làm sao có những áng văn thơ, làm sao có những đêm lãng mạn? Vẫn cứ cần Google cũng cần, cái mạng của chúng tôi cũng cần, thư viện điện tử cũng cần, vì mỗi cái nó có cái sứ mệnh, nó có cái khả năng đáp ứng nhu cầu hiện nay đang hiện hữu ở trong xã hội.
thư viện điện tử dành cho người nông dân thì tôi nghĩ rằng rất là phải thân thiện và dễ hiểu, được giảng giải một cách rất là cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng mà theo như là chúng tôi thử và truy cập thì thấy nó vẫn còn khó và cũng chưa thực thân thiện lắm. Thì ông trả lời thế nào? Đối với người nông dân, cái quan trọng nhất ấy là phải đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc, làm từ cái đơn giản đến cái phức tạp. Chúng tôi đào tạo người nông dân hàng tuần, và trong quá trình người ta khai thác, người ta lại tự khám phá ra. Ví dụ chúng tôi dạy họ sử dụng máy tính như nào, dạy họ tìm cái thuốc nam ở ngoài vườn để trị ho gà cho con chẳng hạn, thì dạy họ như thế. Họ thấy rằng cái này không phải cái gì cao siêu, mà chính là nếu mà mình biết cách tìm thì mình tìm được ngay cái ở bên cạnh nhà mình để phục vụ cái thiết thực. Thế có bao giờ chính bà con lại là những người dạy ngược lại cho các cán bộ của Cục Thông tin Khoa học Công nghệ không ạ? Cái đấy thì nhiều. Vì bà con tiếp cận từ khía cạnh là thực tế. Ví dụ như có một lần chúng tôi đến triển khai ở xã Lương Hạ, huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn, vào trình bày trong cái hội nghị già làng trưởng bản. Và chúng tôi rất băn khoăn là hiện nay trong cái thư viện điện tử chúng tôi là rất ít tài liệu hay phim ảnh bằng tiếng Tây hay tiếng Nùng hay cái tiếng của đồng bào thiểu số trên đấy. Và tôi cũng đem băn khoăn đó và nói với các cụ, nhưng các cụ bảo không, các cán bộ cứ yên tâm, tất cả những cái tài liệu đó, đặc biệt là cái phim mà được chiếu lên, bà con chúng tôi đều hiểu cả. Mặc dù chúng tôi không thông thạo lắm về ngôn ngữ phổ thông, nhưng mà trong làng, trong bản tôi cũng có người học tiếng phổ thông tương đối tốt, nên là cán bộ không có lo. Và chúng tôi xem phim là chúng tôi hiểu. Còn phía chúng tôi thấy rằng nếu mà trong cái thư viện của mình có những tài liệu mà bằng tiếng địa phương của bà con thì chắc chắn phát huy tác dụng được rất nhiều. Tôi thấy là cái chức năng rất là quan trọng của thư viện điện tử chính là để cho người ta có thể truy cập được mọi chỗ, mọi nơi. Vậy thì tại sao chúng ta lại vẫn cứ phải đi đến các vùng sâu, vùng xa? Đây là chúng tôi thu thập và đưa vào cái ổ cứng, vào cái bộ phận lưu trữ và tìm ngay tại chỗ. Tại sao chúng ta không đưa tất cả lên mạng? Có hai lý do mà không đưa lên mạng được. Thứ nhất là cái lượng tài liệu rất là lớn. Có những quyển sách dài hàng nghìn trang, có những bộ phim dài hàng tiếng đồng hồ. Đấy là chưa kể mạng ở các địa phương có đủ rộng, có đủ thoáng, có đủ nhanh để tải về hay không. Thế ông có ước ao một ngày đẹp trời thì tất cả những cái thư viện điện tử này sẽ được nối mạng trên toàn Việt Nam không? Cái đấy là cái ước mơ mà chúng tôi hằng mong muốn rất lâu. Nhưng mà nó có hai vấn đề. Thứ nhất ấy là Internet đến được với vùng sâu, vùng xa ấy, nó là một cái cuộc cách mạng và nó cũng cần cái thời gian. Thứ hai là cái nội dung thông tin mà đưa lên mạng để bà con khai thác ấy, nó phải được phong phú hơn rất nhiều. Và nó phải được đưa cái dưới dạng nó gọn nhẹ. Tức là mình có thể là tải về một cách nhanh chóng. Thì cái đấy sẽ cần thời gian và cần một số công nghệ khác nữa. Đấy là chưa kể có một số cái mà thuộc về bản quyền, một số tài liệu mà chỉ ở trong nội bộ Việt Nam, hay chỉ một số cộng đồng, hay chỉ ở trong thư viện thôi, chứ không phải cái gì mình đưa lên Internet được. Và đã đưa được thư viện điện tử tới 350 xã trên toàn quốc, một con số đáng kể. Thì có bao giờ ông có những cái bằng chứng gì về tính hiệu quả của những cái ổ cứng này không? Ở tất cả những nơi chúng tôi làm dự án thì ngay ngày đầu thì bà con đã thấy thiết thực rồi. Và sau này bà con truyền cho nhau và tổ chức thành những cái nhóm hoạt động để mà khai thác, giải quyết vấn đề là trồng cây gì, nuôi con gì. Và làm thế nào để thay đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ví dụ là miền núi phía Bắc, người ta rất thích là trồng cây sa nhân dưới tán rừng. Lâu nay sa nhân hái lượm tự nhiên thì năng suất là thấp lắm. Nhưng mà các nhà khoa học đã tạo được giống và đưa ra cái cách là thâm canh bằng cách là trồng sa nhân dưới tán rừng. Và cây đấy đem lại quả kinh tế rất tốt. Hay là nuôi những con nhím, hay nuôi những con dê bách thảo, hiệu quả kinh tế rất cao mà lại dễ dàng. Ít bệnh tật. Có bao giờ trong cái quá trình đi phổ biến tri thức ấy, ông nhớ lại là hồi bé mình cũng đã từng được chứng kiến những cái câu chuyện mà người nông dân đã được chuyển tri thức, đã được khai sáng bằng những cái tri thức được chuyển tải qua truyền thông không ạ? Ngày xưa những năm 60, khi mà các phương tiện truyền thông của chúng ta rất hạn chế, hầu như không phải làng nào cũng có một cái này loa truyền thanh, thì bản thân ông bố tôi dùng những cái vật liệu phế phẩm như là củ đèn xe đạp hay là cái gạo cống bơ mà ta chế tạo ra cái máy galen để bắt được đài tiếng nói Việt Nam và dùng cái hộp thuốc lào để làm loa và phóng ra. Và cứ mỗi một tối thứ bảy, chương trình sân khấu truyền thanh, tiếng thơ, kinh nghiệm sản xuất, bà con lối xóm là cứ quây quần ở nhà tôi và nghe như nuốt từng lời những thông tin về cái hoạt động kinh tế, kinh nghiệm của các nơi. Thế tôi thấy rằng người nông dân tuy rằng rất vất vả thế nhưng mà luôn luôn là mong muốn áp dụng cái gì mới, đặc biệt những cái gì mới đấy đem lại hiệu quả kinh tế cho họ. Từ cái câu chuyện là phổ biến kiến thức và bà con đã tiếp nhận và có được cái hiệu quả kinh tế cải tiến đời sống, thì ông rút ra được cái điều gì cho chính cái công việc của mình?
trên 75% người dân của ta đang sống ở nông thôn. Họ là những người rất là giỏi, rất cần cù và cũng rất là sáng tạo. Nếu mà họ được tiếp xúc bằng cách là trang bị, tiếp cận và chia sẻ những thông tin, tri thức khoa học, cái công nghệ thì cái khả năng sáng tạo của họ được chắp cánh rất nhiều. Và cái năng suất cây trồng vật nuôi, có hiệu quả kinh tế cuối cùng cũng đem lại cái lợi ích và xóa đói giảm nghèo cũng. Và tôi có nhớ đến một cái câu Marx có nói rằng là tư tưởng trở thành sức mạnh khi nó chiếm được số đông. Tri thức khoa học nếu mà được ngấm và được chia sẻ cho bà con nông dân thì chính họ là những người áp dụng cái thành tựu đó ở quy mô rất là rộng và trong đời sống hàng ngày. Và nó sẽ nhân lên một cái sức mạnh rất hay. Tri thức không phải giá trị ở tự nó mà ở cái mức độ sử dụng và nhân rộng nó trong cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn ông. Trong những cái trường hợp khi mà chúng ta làm ở trong các cái môi trường của nhà nước ấy, đôi khi thì có những cái sự xảy ra nó không giống như là cái mong muốn của mình. Ví dụ như năng lực của mình không được nhìn nhận đúng như là cái cách mình thể hiện chẳng hạn, thì những người công chức ấy phải làm như thế nào? Trong bất cứ trường hợp nào mình phải nhìn về cái mặt sáng của vấn đề, cũng không lấy đó làm phiền. Bởi vì ông bà ta có câu rất là thậm chí trong cái rủi có cái may. Cái quan trọng nhất là mình rút ra cái gì từ cái rủi đó. Vâng. Đôi khi chúng ta như vậy người ta sẽ bảo là đấy là một cách nói theo kiểu của Lỗ Tấn gọi là AQ ạ. Tôi nghĩ không phải như thế. Ví dụ như thế này, nếu mà cái anh mà trồng hoa giỏi, người ta tôn anh làm vua, nhưng mà nếu mà làm vua mà không làm minh quân ấy thì như thế chưa chắc đã là hay. Thế thì ông muốn làm vua gì ạ? Tôi nghĩ rằng mình làm đúng cái năng lực của mình. Nếu mà mình trồng được hoa giỏi ấy, thì hãy phát huy tối đa nó. Còn nếu mà trồng hoa giỏi mà lại bắt sang trồng cà rốt chẳng hạn thì chưa chắc là đã là tốt. Tuy nhiên làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi những cảm giác thất vọng hoặc là chán nản, thậm chí là cay đắng nữa? Tôi thì thông thường bao giờ cũng nhìn theo tiếng Pháp gọi là lúc nào cũng ăn rốt, lúc nào cũng nhìn thấy cái màu hồng. Người đeo cặp kính hồng. Cá nhân ông thì hiện nay quy hoạch các cán bộ trẻ trong cục của mình như thế nào? Ông nâng đỡ cho mọi người như thế nào? Tôi thấy rằng cái việc mà tạo điều kiện tối đa trong điều kiện có thể cho những công chức trẻ vào cơ quan của mình. Thứ nhất là họ thấy rằng mặc dù là lương thấp rất là thấp nhưng mà cái tiền đồ có thể là có được. Cái tiền đồ không có nghĩa là tiền và đồ mà đây là mình sẽ thoải mái với cái bước đường tiến triển và tiến tới một cái sự nghiệp của mình. Không phải là dễ dàng đúng không ạ? Những người công chức ngày hôm nay, những người đang làm công cho nhà nước ngày hôm nay thì đang cũng gặp phải rất nhiều những khó khăn để có thể trở thành một người làm công mẫu mực. Vậy thì họ đang gặp phải những cái khó khăn gì và có những căn bệnh gì đang tồn tại trong hệ thống những người làm công của chúng ta? Hãy cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Mẹ, cái gì vậy con? Con có quyết định được vào bộ làm rồi đấy này mẹ. Thế à? Vâng. Thôi, con lên báo cho bố để bố vui nhé mẹ nhé. Mẹ à? À. Con nói chuyện với mẹ một tí được không ạ? À, được. Mẹ à? Chắc có lẽ tháng sau con chuyển chỗ làm thôi. Sang bên này làm quản lý giám đốc về kinh doanh ngân hàng. Chứ làm ở chỗ cũ chán lắm mẹ. Cái gì? Sao thế con? Mày lại gây ra chuyện chứ gì? Khéo mà người ta đuổi việc đấy. Chuyện gì hả mẹ? Con hiền lành thế này thì không có chuyện gì đâu. Con ấy đường đường đi học nước ngoài về, kiến thức thì không thua kém một ai. Nếu mà con làm ở bộ, khả năng còn tiến xa. Con bảo con đi là đi. Thế mẹ định để con chết già ở bên này à? Đấy là mẹ nói con giỏi thôi, chứ ở bên này người ta lại không nghĩ như thế. Dự án nào đưa ra người ta cũng bảo là không khả thi, rồi sáng kiến nào người ta cũng bảo không thực tế, rồi là không có vốn để thực hiện. Mẹ nhìn đấy, mấy đứa bạn con ở nước ngoài đấy cũng về hẳn hoi, thế mà một vài năm chúng nó đã mua ô tô, mua nhà. Còn con thì cứ dậm chân tại chỗ mãi như thế. Đi ăn bún chả cũng phải tìm chỗ nào rẻ nhất, mua cái gì cũng phải tính toán là chỗ này rẻ hay chỗ kia đắt. Sang bên kia lương của con gần 20 triệu một tháng. Nói thật với mẹ nhé, bây giờ có giỏi đến mấy nhưng đồng lương mà thấp ý, thì cũng chẳng ai làm. Ai chả biết thế, nhưng mà làm nhà nước vẫn hơn. Bố con đấy. Đấy là suy nghĩ của ngày xưa rồi mẹ, chứ bọn con bây giờ thì nghĩ khác. Mẹ thấy như cơ quan con thôi, 9 giờ các ông bà ấy mới đến, rồi là trà, rồi nước, 11 giờ là cắp cặp về. Chiều đến thì 4 giờ đã gọi nhau ý ới đi đón con, rồi ông thì đi uống bia. Nói chung là những cái đấy bây giờ lớp trẻ bọn con không phù hợp. Thôi mẹ không biết, tùy con đấy.
có người lập luận như sau ạ, giá cả ngày càng một leo thang, chỉ số CPI tăng, lạm phát gia tăng, người ta cũng không thể nào mà yên tâm mà cứ nhận đồng lương công chức viên chức và sống một cách thoải mái được, chỉ có cục trưởng với cục phó là sống thoải mái thôi, nên là có thể là chúng em sẽ phải xin phép chạy ngoài một chút. Ông có đồng ý với những cái lập luận như vậy không? Có rất nhiều cái nghị biện là do lương thấp, nhưng mà thực ra nếu mà làm cái kiểu nhân chi công và chi công như kiểu như thế, rất là láng tráng như thế, thì nhà nước hiện nay đang trả rất đắt cho những người làm ở bộ máy công chức. Thứ nhất là năng suất thấp, thời gian thì ăn cắp triển miên. Cái thứ ba nữa là chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào cho một suất làm việc ở một cơ quan công chức. Nào là máy tính, nào là cơ sở vật chất kỹ thuật kèm theo, lương bổng ra là một chuyện thôi. Còn bao nhiêu thứ nữa, nếu mà trường hợp mà thấy rằng cái đồng lương như thế không đủ giàu thì tốt nhất là tình nguyện đi ra khỏi nhà nước. Mà trên thực tế thì rất nhiều người nói là đi xin việc khác thì hầu như không dám đi, vẫn bám vào nhà nước và thấy rằng đây vẫn là cái nơi trú ẩn an toàn, cái nơi mà có thể là cứ đi làm là có tiền. Và rất đấy là cái điều rất là buồn. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại là rất là nhiều những cái môi trường làm việc của chúng ta ấy, thì không phải cái bản thân cái cơ chế nó là cái mà mọi người khó chịu nhất, mà là mối quan hệ ở trong cái cơ chế đó mới là cái mà mọi người cảm thấy bức xúc. Ví dụ như là sếp không tạo ra động lực cho nhân viên, hay là cái sự mất dân chủ trong cơ quan chẳng hạn. Và ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của những cái yếu tố này? Nói cho cùng ấy, cả cơ chế cả quan hệ cũng là từ con người. Cơ chế không phải từ trên trời rơi xuống mà con người xây dựng ra. Nào mà thấy cơ chế chưa hợp lý chẳng hạn thì chúng ta phải cùng nhau xây dựng cái cơ chế cho nó tốt. Và chính người công chức là những người trực tiếp xây dựng, tham gia xây dựng cái cơ chế đấy, cho nên không nên là cứ trách là cơ chế theo loại cơ chế kia. Bây giờ chúng ta có cái hoạt động là cải cách hành chính, thì với cái bổn phận công chức của mình thì mình xem cái gì bất hợp lý trong công việc hàng ngày của mình, mình đóng góp cùng với cơ quan, cùng với đoàn thể và hoàn thiện cơ chế đấy. Như thế thì tốt hơn rất nhiều. Và cái dân chủ hiện nay chúng ta không phải là không có những cơ sở để phát huy dân chủ. Những người có cái tinh thần xây dựng thực tế thì không thiếu những diễn đàn để mình có thể phát huy được ở trong công đoàn, ở trong chi đoàn, trong hội nghị công nhân viên chức. Có một tờ báo đánh giá là một trong 5 căn bệnh rất là nặng của người làm công của nhà nước, đó là căn bệnh xây dựng ekip, căn bệnh xây dựng mối quan hệ. Ông nghĩ bao giờ thì Việt Nam của chúng ta sẽ thoát được khỏi căn bệnh này? Khi còn nhà nước, còn cái bộ máy hành chính thì còn có quan liêu và còn có cái tinh thần ekip. Ekip hiểu theo cái nghĩa chính thống của nó, đó là một cái đội hình để mà triển khai công việc. Một đội hình 11 cầu thủ, đây là một ekip bóng đá. Và trong cơ quan, trong một cái ngành chẳng hạn thì cũng cần có ekip đồng bộ, mỗi người một việc, phát huy tối đa cái sở trường và bọc lót cho nhau, đem lại hiệu quả tối đa. Và người không được vào ekip thì họ phải làm thế nào ạ? Họ sẽ đứng ngoài và nhìn đội bóng ấy chơi ạ? Thì như thế là họ thấy là chán nản, người ta cảm thấy mình bị thừa, người ta thậm chí là đến một cái mức độ nào đó quay lưng lại với cái tập thể. Đấy là một cái điều mà không ai mong muốn cả. Nên vấn đề của chúng ta là cố gắng là tạo ra những ekip mạnh và có thể hỗ trợ và lôi cuốn được càng nhiều người càng tốt. Như tôi nói rồi, cái người thường trực, những người gác cổng nếu mà làm nghiêm túc cũng phát huy tác dụng không kém gì những người thủ trưởng của một đơn vị. Nếu như được chọn vào một ekip, ông thích là một ekip của ông là ekip như thế nào? Đã gọi là ekip thì cũng như 5 ngón tay của chúng ta, cái ngón nhỏ nhất này nhưng mà nó làm được cái việc mà ngón to không làm được. Ví dụ ta ngoáy tay. Ông sẽ thích là ngón cái hay là ngón trỏ? Đây tùy theo từng vị trí. Và sẵn sàng nếu hiện nay ông đang làm ngón gì ạ? Hiện nay thì như thầy tôi nói, tôi phải làm tất cả. Vì lãnh đạo một cái đơn vị thì mình phải làm rất nhiều thứ. Hai câu sau đây thì ông thấy câu nào đúng hơn ạ? Không phải chỉ có kết quả là quan trọng mà cái phương pháp cũng cần phải đúng đắn. Và câu thứ hai là câu nếu mà đi thẳng không được thì con đi cong, miễn là đạt được mục tiêu. Câu nào quan trọng ạ? Cái câu thứ nhất ý, là liên quan đến chuyện thương pháp luật và liên quan đến công nghệ, liên quan cách làm, cách sinh hoạt, cách tư duy. Và tôi thấy cái câu đấy rất tốt, cũng giống như vừa rồi làm cái test của chị Loan, đảm bảo quy trình và không những kết quả đúng đắn mà cái phương pháp cũng đi đến kết quả cũng đúng đắn và nó rõ ràng. Và như thế thì không phải mình làm mà người khác làm cũng có thể đảm bảo được chất lượng. Còn câu thứ hai là nó thể hiện cái chủ nghĩa thực dụng. Trong trường hợp đấy thì không phải cứ thực dụng, thực tế là xấu. Nhưng mà nhiều khi để được việc, đạt được mục tiêu cuối cùng thì mình phải có cái sự linh hoạt. Có những người mà chỉ có đi thẳng mà không biết đi cong thì có khi cũng hỏng việc. Trong những cái trường hợp nào thì ông sẽ đi thẳng nhất định, không bao giờ đi cong? Đấy, cái gì liên quan đến tính cách của mình và những vấn đề hệ trọng, phương hại đến cái lợi ích của người khác, của tập thể. Đối với cả những cái bạn trẻ trong cục của mình ý, thì ông xây dựng một cái văn hóa nhé, công chức như thế nào? Điểm đặc trưng mà chúng tôi đang nuôi dưỡng và phát huy ấy, tức là cái tinh thần cộng đồng và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều khi chúng ta có những chiến dịch, chúng ta có cái dự án lớn cần phải huy động nhiều lực lượng khác nhau. Thì lúc ấy thì cái tính sẵn sàng
và cái tính chia sẻ vào cộng đồng nó rất quan trọng. Và những bệnh gì là những bệnh mà ông sẽ yêu cầu mọi người phải tiêm vaccine, tức là tuyệt đối không được để xảy ra những cái bệnh như vậy trong cuộc của mình? Là đùn đẩy công việc mà không thấy trách nhiệm của mình, cứ coi đấy là việc của người khác. Thế ông có một nhược điểm gì như một công chức không ạ? Đó là tính cầu toàn, không làm thôi, làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như vừa rồi xếp vali chẳng hạn, mình cứ quá theo một cái khuôn mẫu, trong khi đó người ta yêu cầu là nhanh, đấy là một cái nhược điểm. Công đoàn ngành viên chức Việt Nam thì có đưa ra 8 chữ vàng: công chức mẫu mực, trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Thế còn một cái công đoàn khác thì sáng tạo hơn là nghĩ ra là 12 chữ, bổ sung thêm chữ đoàn kết và kỷ luật. Thế thì nếu như ông chỉ được dùng 3 từ thôi để nói về một người công chức mà ông cho là tận tâm, mẫu mực, thì ông sẽ dùng từ gì? Trước hết, người công chức phải tận tâm với công việc. Thứ hai, tính chuyên nghiệp để đảm bảo được năng suất hiệu quả cao và luôn luôn có sáng tạo trong công việc thì mới đem đến được cái kết quả tốt nhất. Vâng, và hy vọng rằng những cái điều tâm huyết của ông Hưng đã được những khán giả xem truyền hình của chúng ta chia sẻ, và làm điều gì có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng, chứ không phải là nhu cầu một điều gì đó cho cá nhân, đó mới là điều quan trọng nhất của một công chức. Xin cảm ơn ông Hưng về những điều tâm huyết vừa rồi, và xin chúc ông tiếp tục xây dựng đội ngũ của mình thành một đội ngũ những công chức mẫn cán, tận tụy và sáng tạo hơn nữa. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn ông. Trường Hải Group nâng tầm đào mới.